chị mỗi ngày mình phóng 10.000, 20.000, 5.000 sao sao đó. Để em coi được bao nhiêu vị Bồ Tát ủng hộ em chia nhỏ tiền xuống. Đây con này đẹp nè quý vị ơi. Con nó đẹp ghê luôn á. Nè cái này cũng đẹp nè. Đó, này công đức của những ai ủng hộ em nha. Đó. Giải quyết được khoảng 500.000 đồng cho một nhà ngư dân á, thì người ta sẽ chuyển nghiệp từ việc đánh bắt cá để làm hải chuyển sang thành phóng sanh luôn. Dạ. Đó. Mình đang tạo ra một thế giới tốt đẹp bình đẳng với tất cả muôn loài. Mặc dù có nhiều trở ngại nhưng sẽ vượt qua hết. Con chó sèn này thiệt, nó còn sống ngày nào là em bị hại ngày đó luôn á. Cứ nó cứ kiếm chuyện với em hoài luôn con đó. Người ta đi phụ phóng sanh này kia còn nó cứ bỏ chạy bỏ trốn. Còn con thấy không? Bệnh nặng, bị ăn bã, đi vệ sinh lòi cái lỗ đích ra luôn mà vẫn cố gắng nha quý vị, vẫn cố gắng làm á. Con này chắc sắp vãng sanh rồi đó, em nói thiệt luôn á. Bác sĩ mà không cứu là vãng sanh. Còn một con chết. Giờ chiêu cuối là mình nhờ bác sĩ Khánh. Về nhà bác sĩ Khánh chữa bệnh cho con. Chúc mừng năm mới nha chú. Năm nay đổi thuyền mới đẹp quá ha. Trời ơi. Ủng hộ gia đình ông đó cũng được. Mà mình đang ủng hộ mới một nhà. Rồi đi về. Quý vị Bồ Tát đến đây dọn dẹp miếu Quan Âm. Miếu Quan Âm tự phát, không có thầy tu. Em cũng không phải là thầy tu. Em không có tôn giáo. Em là đa tôn giáo. Em không phải sinh ra để quản lý chùa. Mà đó giờ mấy vị kêu em hãy đi tu, như là các đệ tử của Đa Lai Lạt Ma tìm em, khuyên em đến Tây Tạng tu. Sau một thời gian Tây Tạng bị Trung Quốc hủy diệt, Thiền sư Thích Thanh Từ ở Hồ Tiền Lâm nói với em rằng tất cả các thiền viện của thầy là nhà của con muốn đến hay ở là tùy con. Thầy muốn em ở đó tu với thầy, nhưng không, em ở đó một thời gian để em suy nghĩ về con đường giải cứu chúng sanh trong biển khổ. Và hôm nay trải qua nhiều thứ, em đi trên con đường này với các loài vật. Đệ tử của em có đứa sắp chết rồi, có đứa vẫn khỏe mạnh, chỉ cần thiếu sự ủng hộ thôi, quan tâm thôi. Con đường em đi sẽ ngày một vất vả, khó khăn, nhưng Tây Ôn không bỏ cuộc. Tôi có thể tiến hóa nội tạng được thì ba cái cản duyên này chả là gì.
chuẩn bị về nghe má chửi tức. Má là một vị Bồ Tát tạo ra nghịch cảnh để hoàn thiện hơn đó mà. Giờ về nhà sẽ bị chửi. Bởi vì con sèn hồi sáng này mình đi như vậy mà nó đã bỏ chạy. Con sèn này nó ác ghê luôn. Nó đi chơi, nó đi mê gái. Nó lại đi kiếm gái nữa rồi.